Quý vị nhớ không có cái thành đạt nào mà ở thế gian này bằng cái mà chúng ta niệm Phật giảng sanh đâu nghe quý vị. Nên chúng ta phải có mục tiêu và nhắm mục tiêu cho chuẩn xác. Trong cuộc đời những đức thấy rất nhiều người khi thành đạt ở thế gian mà khi trở về già thì họ rất là đau khổ, không có phương hướng giải thoát. Còn mình thì mỗi ngày được bồi dưỡng niệm Phật. Đây là cái tích lũy đặc biệt nhất của chúng ta. Người không biết thì nhìn thấy mình giống như khổ, nhìn thấy khổ thức đêm thức hôm. Đi công phu niệm Phật. Còn có nhiều người giờ này người ta đang ngủ ngáy khò khò. Nên còn mình thì ngồi có khi có nhiều người giống như đang ngủ gà ngủ gật. Lên tu đâu phải ai cũng tỉnh hết đâu. Có nhiều người mà lên ngồi tu mà gục lên gục suốt. Nhưng mà quý vị phải có mục tiêu là mình đang tích lũy mục tiêu giảng sanh. Một bên là cực khổ, một bên là cực lạc. Nên mình chọn cực lạc, mình về. Nhớ kỹ, cõi này là cực khổ nghe vậy. Nên đụng thứ gì cũng khổ. Vậy để ý đi. Đói cũng khổ. Mà đói xong ăn quá no cũng khổ. Ăn quá no rồi xong mà nó không tiêu hóa được cũng khổ. Thấy chưa? Nên từ đó mà có những người mà người ta có tiền mà bữa nay ta mua bộ đồ này ta bằng, mai ta mua bộ đồ kia ta bằng, mốt ta mua bộ đồ kia ta bằng. Nghĩa là đồ quá nhiều, có khi người ta vô người ta lựa đồ, không biết lựa bộ đồ nào để bằng bữa nay, cũng khổ. Còn mình có một hai bộ đồ bằng, thấy đồ ít quá, buồn cho số phận, cũng khổ. Nó là cực khổ, nên cái thứ gì chúng ta cõi này thấy nó khổ. Nên từ nơi đó mà bây giờ mình quyết tâm về cực lạc. Mà mình muốn về cực lạc thì mình phải tích lũy cái công đức niệm Phật. Và mỗi ngày mình quân tập cái tâm niệm Phật. Tại vì mình muốn về cực lạc. Cái thế giới cực lạc thì cái gì cũng an lạc. Không có một cái gì khổ. Còn cái cõi này cực khổ. Nên cái thân này là khổ thì cái thứ gì nó cũng khổ. Còn mang thân này là còn khổ thì cái thứ gì cũng khổ. Vì để ý đi. Vì coi ví dụ như bữa nay hai cái chân chúng ta đang khỏe, một chút có khi cái chân chúng ta mỏi đau. Cái khi nó đang khỏe đang đi ra bên ngoài nó dấp té cái chặt ngón chân cũng khổ. Nghĩa là còn mang thân này là còn khổ. Rồi bây giờ mắt sáng thì có thể nhìn được rõ ràng, mắt mờ mờ một chút cận thị thì mang mắt kính, rồi từ từ mờ luôn không thấy đường đi, khổ thấy chưa. Rồi có khi mà bây giờ còn răng đồ ăn uống đồ nhai đồ ngon lành, nhai quá trời nhai, đến khi mà răng rụng hết cái đồ nhai không được mắp mà cũng gán mà nhai để mà sống, khổ. Có nghĩa là cái cõi này nó khổ không thể nào nói hết, quá nhiều cái khổ quý vị. Còn đổi lại thế giới cực lạc thì cái thân cực lạc nó không già không bệnh không chết. Đã là cái thân nó được như vậy rồi thì nó không còn gì khổ nữa nhé. Thêm cái nữa là cái quốc độ cực lạc chúng ta không nặng nề lo âu vì cơm ăn áo bận. Cái cõi này vì coi cái thời gian mà chúng ta dành cho cơm ăn áo bận nó quá nhiều. Nó quá nhiều thời gian, mất thời gian quá nhiều. Nên những người mà có thể thấy rằng cái cuộc sống mình như vậy là được. Anh quý vị ngồi suy nghĩ nghe. Có thể thấy cái cuộc sống mình như vậy là được rồi. Và đồng tiền mình có được ăn lai gai từ đây tới ngày giảng sanh cũng tương đối. Cứ không cần đòi hỏi quá. Thì nên dành nhiều thời gian để dụng công tu. Dành nhiều thời gian để dụng công tu. Hoặc là hai vợ chồng nói chuyện nhau. Bây giờ ông thì ông kiếm tiền nhưng mà ông dụng công tu không được. Còn tôi dụng công tu được mà kiếm tiền không được. Thôi bây giờ tôi ăn chay tôi cũng không ăn nhiều tiền đâu. ông làm kiếm tiền thì ông để cho tôi hoàn toàn thời gian tu. Nếu như mà ông không giảng sanh mà tôi về Cực Lạc trước thì có thể tôi trở lại tôi giúp ông, tôi hứa, tôi không bỏ đâu, ông đừng lo, thấy không? Nhưng mà ông làm vừa vừa thôi, cái gì mà tạo nghiệp thì ông đừng có làm. Cái tiền sống lại rai được. Ông hộ trì cho tôi để niệm Phật giảng sanh nghe. Ông nói ừ, được, bà tu đi, tôi kiếm tiền cho bà, mỗi ngày lo cho bà 3 bữa cơm, thiếu đồ mua cho bà bẵng vậy thôi. À được, rồi quyết định vậy nghe. Ừ. Vì biết rằng nếu mà hai vợ chồng mà bắt tay vô vậy thì đúng là đặc biệt quý vị. Tại vì mình tu không được, họ tu được, không hộ trì cho họ đi, cho thành tựu quý vị. Thành tựu đường giảng sanh họ đâu quên mình đâu quý vị. Cái người về thế giới Cực Lạc họ không có quên mình nghe, 100% á. Quý vị biết rằng bây giờ cái tình cảm gì cõi này có thể quên nhau đó, có thể trở mặt với nhau đó. Nhưng mà ở thế giới Cực Lạc tuyệt đối không trở mặt. Vì thượng thiện hội tụ nơi sao trở mặt, mà có gì đâu trở mặt. Cái thế giới Cực Lạc quý vị coi, như trong kinh nói là vàng lót ngoài đường cho chúng ta đi, mà ở cõi này chúng ta trở mặt là vì danh lợi á. Còn cái người thế giới Cực Lạc thì danh tiếng họ lẫy lừng vô cùng, họ đi đến đâu là được tôn trọng, bất cứ người nào cũng vậy, năng lực thần thông trí tuệ của họ viên mãn hết đó. Còn cuộc sống quý vị coi trong kinh, ăn uống rồi vật chất của họ là quá phong phú, có nghĩa là tất cả những cái món châu báu ở quốc độ 10 phương khắp pháp giới, Đức Phật A Di Đà ngày đều phát nguyện ở quốc độ ngày có hết. Có nghĩa là về danh lợi nó không cần phải giành giật, còn ở cõi này là do nó giành giật danh lợi nên con người phải trở mặt nhau, trở mặt nhau. Có cái thằng hát bài nhạc chế, mà cái thằng nó vô nói mấy câu mà ảnh nói chuyện vui vui quê ngộ lắm. Nói một câu nè, con chó nó gặp người lạ nó mới sủa. Nói câu nghe ghê nghe, con chó nó gặp người lạ nó sủa, còn con người mà tại sao nó cứ gặp người quen nó sủa không? Thấy ghê không? Nói câu nói kinh khủng quý vị. Ý nói là con chó mà nó còn cái người xa lạ nó mới gặp nó sủa để nó giữ cổ giùm cho chủ. Mà có khi chủ chết đi nó buồn, nó bỏ ăn, nó chết theo. Chó nó trung thành, chó nó trung thành lắm nha quý vị, không đơn giản đâu. Mà tại sao con người mà nó đi sủa người quen, là nghĩa là nó đi kênh với người quen, có khi nó lại hơn thua đấu đá với người thân, cái đó với cha mẹ mà còn tính toán nữa chứ. Tại sao con người mà như vậy? Tại vì con người nó nhiều cái suy nghĩ quá. Nếu mà đặt cái danh lợi quá nặng thì nó còn dữ dằn hơn. Dữ dằn hơn là hiểu rồi. Thấy không? Còn cái con kia, còn con kia thì nó làm sao? Con kia thì nó chỉ mỗi ngày nó chỉ mong mình thương nó một chút. Tới giờ ăn quý vị còn nhớ tới nó, vì cho nó miếng đồ ăn là nó ngoảy đuôi nó mừng. Thấy không? Tối nó phải thức khuya dậy sớm để nó canh nhà. Thấy không? Nửa đêm mình nói chỉ cần nghe mà cái gì rụt địch đó là nó vố vố. Vố vố nó nói gì biết không? Thằng nào lấy đồ chủ tao, thấy chưa? Nó nằm, quý vị nuôi con chó bị thấy không, cả đêm. Cái nghe gì rụt địch mình thì ngủ ngon lành, chứ nói gì nghe rụt địch rồi nó vuông nó dữ. Vậy mà có nhiều con chó nghe vì chủ nhà mà bệnh đau chết đi, nó bỏ ăn, nó buồn, nó chết theo. Cái giỡn đó quý vị. Quý vị coi bộ phim mà Đất Phương Nam mà thấy không? Chó mà nó biết mang lựu đạn cho chủ, ghê chưa? Nên từ nơi đó con có loài chó nó rất trung thành nha quý vị. Nên cái thế giới Cực Lạc tuyệt đối nó không có cái việc mà danh lợi hơn thua, nên cái quốc độ Cực Lạc nó cực kỳ bình yên. Còn cái quốc độ chúng ta, quốc độ này gì nó thiếu tài nguyên quá, nó thiếu vật chất quý vị. Mà đã là thiếu thì phải giành, mà giành thì phải đấu đá, mà ai được thì mình phải giật, mà giật thì phải đấu tranh hơn thua đủ chuyện. Nên cái quốc độ này khổ không nói hết. Còn cái thế giới Cực Lạc, vì Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo khi Ngài làm vua mà Ngài buông xuống hết, mà Ngài đi tu đó, là Ngài đã biết được sự đấu đá trong hoàng cung, hoàng tộc của Ngài. Ngài buông xuống hết, Ngài đi tu. Mà khi Ngài đi tu thì Ngài phát cái nguyện làm sao mà cái quốc độ của Ngài nó tuyệt đối, nó phải đầy đủ tài nguyên, vật chất đủ đầy đủ năng lực thần thông với uyên mãn. Và Ngài đã nhìn được cái việc mà sanh già bệnh chết khổ rồi, nên Ngài phát nguyện cái quốc độ của Ngài không có chuyện già bệnh và chết. Sanh ra từ hoa sen, nó không có vướng vào cái việc mà tình cảm của cha mẹ để cái sự dây lôi kéo mình. Nên từ nó đó mà Ngài đã nhìn ra rõ ràng cái quốc độ ta bà khổ, nên Ngài mới phát cái nguyện là từ cái tu hành của Ngài mà phát ra cái nguyện ở thế giới cực lạc vui, vui không thể nghĩ bàn. Nên từ cái nguyện tu mà hình thành cái cực lạc. Bây giờ hình thành được cực lạc rồi thì Ngài mới phát cái nguyện cho chúng sanh mười phương khắp pháp giới đi về cái quốc độ cực lạc của Ngài để sống được bình yên tốt đẹp. Nên bây giờ chúng ta có thể 12 giờ khuya thức, ngủ gà, ngủ gật, ngồi lễ Phật nghiêng ngã. Sáng, một tối đâu ngủ đâu, vì tối thật sự mà nói chắc là lừng chừng gì được chừng nửa tiếng đồng hồ. Sáng lên mắt nó cũng cay, gắng cố gắng lên lễ Phật chút giờ này tỉnh. Vì sao muốn làm những cái điều mà khó khăn này, không đi ngủ vứt cho rồi đi, là vì muốn về cực lạc, cố gắng. Nên mọi người phải nỗ lực lên, cứ nghĩ rằng tương lai Phật A Di Đà đem đài sen đến rước mình là mình chịu khó chịu cực, mình chịu được hết. Thật sự quý vị nhìn từ ông bà cha mẹ của mình nha quý vị, họ lúc đương thờ họ cũng có điều kiện sang giàu, có những người cũng có, họ cũng tranh danh đoạt lợi đủ chuyện chứ, nhưng đến khi chết rồi nằm im điềm đó, rồi có khi mời người ta lợi tụng hồi kinh có còn đỡ hơn không, thấy không, có mà nhiều quá mà. Rồi có những gia đình người mắc đi thì hát ca sùm, vì thế một đời đi qua, vì thế chứ mình quý vị ơi, bình tĩnh ngồi nhìn kỹ, thiết là kỹ sâu sắc. Ăn tổ Ngài nói hôm nay thấy người chết, lòng ta thấy ngậm ngùi, đời người ai cũng chết, ngày mai đến ta thôi. Nên mình nhìn cái cuộc đời như vậy để mình nhìn lại mình, nhìn cuộc đời vậy để nhìn lại mình để mình cho ra một cái phương hướng cho chính mình chuẩn xác. Nên từng đời ông bà cha mẹ mình từng đời. Bây giờ có khi họ còn chưa siêu thoát, mà có khi gia đình anh em mình mỗi năm đám dỗ bây giờ vẫn còn sát sanh hại vật để xả xuống cho họ chứ. Mà mình nói họ đâu nghe đâu quý vị. Có khi nói rồi được năm sau làm mâm chay cúng bàn thờ ở dưới đãi mặn. Đó, bây giờ lại vụ này rất nhiều nè, ở trên cúng mâm chay bàn thờ, ở dưới đãi mặn. Bây giờ mà nếu mà họ chưa siêu thoát thì mỗi năm xả xuống. Tại ông chết ngày này mà mấy con vật chết, nên từ đó xả xuống. Tiếp tục cứ gánh hoài vậy đó, gánh không lên được. Mình nghĩ đến chỗ này bản thân mình bây giờ mình phải làm sao, mình phải đưa lên một phương hướng làm sao cho mình nè. Chứ chờ cho người ta làm giùm mình á, chờ cho người ta làm giùm mình sao được quý vị. Đó. Nên quý vị thấy cũng vì kiếm tiền mà con người chúng ta có thể vì cái kiếm tiền này mà không đơn giản đâu, giữ dằn nhau, dối trá nhau, đấu tranh với nhau vì kiếm tiền. Nên khi đã kiếm tiền được rồi, ai chỉ cần đụng tới đồng tiền này là chết với mình, đụng tới tiền của mình là chết, không nói đơn giản đâu. Đó. Nên từ nơi đó quý vị thấy có những người mà thanh niên rất trẻ nha, giật xe của người ta chạy, mà khi muốn lấy chiếc xe rồi người ta đuổi theo, người ta bắt đấy, vì chạy mà đến nỗi mà không coi mạng mình ra cái gì. Mà khi chạy tới chỗ người ta đạp té xuống cái, người mắc người không mắc gì cũng bu lại, mọi người đánh cái mặt mày bầm mình bầm mãi chứ, thấy không? Vì cái gì? Vì vật chất cuộc sống, thấy chưa? Mình nhìn từ chỗ đó mình nói ô, thì ra là cái cõi này nó quá thiếu thốn, nói con người ở cõi này chúng ta quá khổ đau, và có rồi thì xài phung phí. Nên chúng ta phải tiếp tục đi tạo nghiệp để tạo ra nó tiếp tục. Nên từ nơi đó mà bây giờ mình nói mình em biết, mình nói mình trong cái phạm vi mình đây nè, người biết nghe đạo có duyên ngồi chúng nhau. Còn những người nào mà không chấp nhận thì thôi, tùy hỷ. Chúng ta không nên gọi là bước vào, tại vì mình không có tiếp nhận thì phan bước vào, hoặc là nghe rồi chúng ta thấy ô nói gì đâu, thôi đi ra. Còn chúng ta là những người đủ duyên này, ngồi cùng học tập gì, ngồi suy nghĩ. Nói đây là nói những cái vô thường để bản thân quý vị, khi chúng ta dụng công niệm Phật mình nỗ lực lên. Nhớ nghe quý vị, trong nhà mà đủ duyên để máy niệm Phật rất là hay. Cái đèn bông sen để bàn thờ bật cái đoạn mà những ngày xưa, những đứa từng nói không đoạn đó, hay lắm. Có câu kia của nó rằng là mỗi ngày bật pháp ở trong nhà, bữa đó không bật, tối lại ngủ, thì bà nội về báo mộng: bữa nay tại sao mày không bật pháp? Tao nghe tao vui dữ lắm. Hôm qua có chiếc điện thoại của chú Tâm Viên, Zalo với gì ai biết, xong có hai vợ chồng mà cái ông này ông Mỹ đen, ông gọi điện thoại mà bà vợ với nó rằng cái ông Mỹ này ông phái thầy dữ lắm, ông nghe ông không biết thầy giảng cái gì chứ, mà ông nghe thầy giảng là ông cừ, ông phái thầy dữ lắm, ông đeo cái máy niệm Phật suốt luôn. Nó bây giờ ông về Việt Nam, ông mong gặp thầy, thầy đang ở đâu? Những Đức nói, những Đức ở đâu cũng không biết luôn. Nó bây giờ ông muốn gặp thầy. Nên bà nói thầy giờ ông ở đâu cũng không biết, Nam Mô không có gặp được. Ông nói tiếng gì mình cũng không biết luôn. Ông phái mình, bà nói rằng nhà có 3 cái tivi, một cái tivi là ông để thầy giảng pháp với bắt niệm Phật xuyên suốt luôn. Cái thời điểm sau này mà và cái rừng này bắt niệm Phật xuyên suốt là ông để niệm Phật xuyên suốt luôn. Còn 2 cái tivi khi ông muốn coi gì ông coi, còn một cái tivi ông để là chuyên bắt pháp và chuyên để niệm Phật xuyên suốt luôn ở bên nước ngoài. Giờ ông về Việt Nam, ông muốn gặp mình. Bà nói rằng ông mua một cây nho, nói rằng gặp thầy, cúng dường cho thầy một ký nho. Không gặp thầy ông sẽ không mãn nguyện. Nói dạ thưa cô ơi, giờ như được ở nhà người ta cũng chặt chọi, gặp nó mới được như ở chùa, thôi cô thông cảm giùm. Đưa điện thoại cho ổng, như Đức nói chuyện với ổng mấy câu. Mình ở đây mà nói chào chú khỏe không? Ổng bên kia gì nói gì mình cũng không biết nữa, nói gì không biết. Mình đây mình cứ nói giữ gìn sức khỏe, cố gắng niệm Phật nghe A Di Đà Phật, mà A Di Phật không biết nghe, nói chữ A Di Đà Phật. Ông bên kia nói A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nó cái nghĩa là câu A Di Đà Phật thì ông lại biết, nhưng mà nói kia thì ông không biết. Thì biết là đúng là cái nhân viên nó lạ lắm quý vị ơi. Có chứ cười tao nước ngoài mà tại sao người ta cũng phái mình, nó thầy này giả mắc cừ quá. Nhưng mà có những người thì người ta coi thì người ta lại chữ, nhưng có những người người ta coi người ta mắc cừ. Bây giờ đây như bây giờ nói chuyện này có nhiều người nó vô bình luận đó: thầy ô, con thích thầy Giang như ngày xưa, bây giờ Giang buồn quá, không thấy cười gì hết. Giang như ngày xưa vui, bị chữ một chút không sao đâu. Trời, mệt ghê. Tôi bị chữ chứ bà có bị chữ đâu. Giảng cho ngày xưa quá ra đây nè. Ra đây rồi bao giờ tôi kêu giảng cho ngày xưa đó, chắc đưa qua ra ngoài con đảo luôn quá. Nên từ nơi đó mà thì biết rằng là thôi giờ chúng ta chấp nhận quý vị. Bây giờ nói chuyện vừa chung thôi, chứ ngày xưa mình nói chuyện vui quá. Mà rất nhiều bà nhắn tin nghe này: thầy Giang như ngày xưa vui hơn, con nói chuyện như bây giờ buồn ngủ lắm. Ngộ thế kia quý vị. Cái là thôi bây giờ mình được gì là mừng lắm quý vị ơi. Một ngày mà 4 tờ nói chuyện gì là mừng lắm rồi. Thôi chấp nhận đi. Đừng đòi hỏi làm chi. Vì là quá được rồi đó quý vị. Thật sự mà nói 4 tờ tu chung, mà bây giờ như Đức tu 5 tờ, 6 tờ, tu 12 giờ phía rồi nói chuyện, nói tàn quy niệm Phật. Vậy mà còn chưa chịu nó đòi giảng như ngày xưa. Này, những Đức nói hàng mai mốt đi rồi tính sao, bây giờ giảng như ngày xưa không có được. Giờ ngồi gì sao giảng giống ngày xưa được quý vị. Ngày xưa là do ví dụ tay ầm kế bên nó mới giảng như ngày xưa được. Còn bây giờ ngồi nói chuyện gì thì nói bình thường, bây giờ vui gì còn đỡ. Có nhiều bữa nghiêm với lắm, tại vì nói niệm Phật giảng sanh không, nên quý vị phải lắng động tâm, thấy không? Nếu mà tiếp nhận nên thì biết này, 12 giờ khuya mà tối ngủ có nửa tiếng hồ mà sáng nay tôi chuẩn bị mà giờ nói chuyện tỉnh được gì là cũng không đơn giản á, thấy không? Nó đó là cũng cố gắng lắm rồi đó, nên mong mấy chị cũng hết sức quan hỷ, thấy không? Cố gắng tu hành, thấy không? Tôi đến đây mà tôi nhiệt tình gì là cũng dữ lắm rồi đó mấy chị ô. Quá nhiệt tình rồi đó chứ không phải giỡn đâu. Bây giờ Kim ai mà tu chung nhiều như thế, Kim đâu mà co. Giờ Kim ai giờ, bây giờ Kim ai tu vậy mà mỗi ngày nhiều gì, hiểu không? Gì còn đòi hỏi gì nữa, đòi hỏi coi chừng mai mốt mất tiêu đây. Hiểu không? Đòi hỏi quá chừng mai mốt mất tiêu luôn á. Nó được á, mình được voi đòi tiên, nó kỳ cục lắm. Được này đòi kia, khi mà tự nhiên mất tiêu luôn. Như hôm qua nghe câu ngoài Đà Lạt có nói con này, khi thầy bị gầy, bị la, bị kỳ lực, khóc 2 ngày con mắt sưng chù dù. Hiểu không? Khi thầy tu, nói chuyện, mừng thấy ghê, thấy bình an vô cùng. Nó, mà bây giờ được bình an gì thì đòi giảng như ngày xưa. Thấy chưa? Người mà nó lạ lắm quý vị. Nên thôi, vì là quá đặc biệt quý vị ơi. Khuyên nhau niệm Phật là quá đặc biệt rồi. Bà Minh Phương mà ngủ dưới bà Minh Phương. Nên đó, từ đó kệ thông cảm, tới 12 giờ phi mà tu quá dữ vậy. 12 giờ phi không đơn giản đâu nghe quý vị. Hồi tối bị thấy không? Kinh chưa? Tự nhiên rớt 3 cái mạng một lúc luôn. Ghê thiệt. Khảo đạo thử thách ghê chưa? Nó, nên phải quyết tâm. Mai tới thứ 7 nữa, 12 giờ phi nữa. Mau thấy ghê. Nghe không? Phải cố gắng lên quý vị ơi, để mà chúng ta về thế giới cực lạc gặp nhau, nghe không? Chúc vị an lạc vị ơi. Chúc vị buổi sáng an lạc nha. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúc vị vui vẻ.